Tôi xin hướng dẫn cái cách thay mật khẩu ở cái ba lô laptop này. Thì bình thường nhà sản xuất sẽ để là 3 số 0. Đó thì mình có thể đây là 3 số 0. Và khi mà mở nhấn vào thì lập tức nó mở ra. Và khi mà mọi người muốn thay cái password mặc định này, mọi người hãy quan sát ở phía gần cái chỗ núm này có một cái nút, và mình sẽ lấy cái vật nhọn, cái bút của cái tăm đang ở trạng thái mở như thế này, đang ở cái 3 số 0 này, mình nhấn đó. Khi mà nó kêu tạch một cái thì mọi người bắt đầu thay cái password theo cái số của mình, ví dụ như là số 1 đi, đúng không ạ? Thử nhá. Đó, sau khi thay pass xong, mọi người nhấn cái nút này để mọi người xác nhận là cái pass này là pass mới. Đó, thì bây giờ khi mà mật khẩu ở 3 số 1 là mọi người có thể mở được. Đó, bây giờ mà mình xoay lại đi, 3 số 0 đi, là lập tức sẽ không mở được ra nữa. Đó, mọi người thấy không ạ? Em sẽ thao tác lại một lần nữa, để 3 số 1, đó, và em thay về 3 số 0 ạ. Đang ở số 1 ạ, nhấn ạ. Đó, sau đó mọi người thay lại 3 số 0. Đó, như 3 số 0. Đó, sau đó mọi người nhấn. Đó, thì bây giờ hiện tại cái mật khẩu là 3 số 0 như ban đầu. Rồi, em xin cảm ơn.